Chào quý thính giả, đây là Thái An từ Tin Bình Minh. Hôm nay là thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2016. Thái An xin chào đón một ngày an lành. Chúc quý thính giả thật là thoải mái. Sau đây xin giới thiệu phần bình luận với tựa đề Đa đảng có cộng sản hay không? Của Đặng Chí Hùng. Một số nhà đấu tranh dân chủ có ý tưởng rằng dân chủ đa nguyên vẫn chấp nhận cộng sản trong khối đa nguyên đó. Một số khác cho rằng muốn chống cộng sản thì phải hòa với cộng sản để có đa nguyên, loại bỏ cộng sản một cách dần dần thông qua bầu cử. Đây là hai tư tưởng sai lầm đến nghiêm trọng dẫn đến cuộc đấu tranh xóa bỏ cộng sản cứ kéo dài mãi mà không đi đến đâu cả. Tại sao lại có điều này? Xin phân tích vài điểm như sau. Thứ nhất, cộng sản không chấp nhận đa nguyên vì cộng sản lấy đấu tranh giai cấp chuyên chính làm kim chỉ nam. Như vậy, cộng sản không chấp nhận sự đa nguyên hòa hợp với đảng phái khác. Ví dụ cụ thể đó là việc các đảng phái, tổ chức, cá nhân từng bắt tay với Cộng sản Việt Nam bị tiêu diệt bởi Cộng sản Việt Nam dẫn đến chế độ độc tài hiện nay. Ngoài ra, Điều 4 Hiến pháp của Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rõ chủ trương này của đảng. Vì thế, mơ hồ có thể đa nguyên với Cộng sản Việt Nam là một chủ trương sai lầm hết sức. Thứ hai, Cộng sản Việt Nam mang đầy tội ác. Chúng khủng bố giết người, cướp của, vân vân. Vì thế, chúng có thể coi là một loài quỷ dữ. Nếu đa nguyên có cộng sản, có nghĩa là phải chấp nhận sự thật. Người sẽ sống chung với quỷ dữ. Những tội ác của quỷ dữ sẽ bị bỏ qua. Đó là điều vô lý và vô tình giúp cho Cộng sản Việt Nam hạ cánh an toàn. Thứ ba, ai cho các nhà đấu tranh cái quyền tự hòa hợp với Cộng sản trong một thể chế đa nguyên? Người dân Việt Nam phải có quyền quyết định điều đó chứ không phải một nhóm người tự xưng là đấu tranh. Bởi vì chúng ta đấu tranh cho dân tộc Việt Nam, lợi ích của dân tộc mới là mục đích hàng đầu. Không thể vì bản thân chúng ta mà có thể nói rằng sẽ hòa hợp, đa nguyên cùng Cộng sản. Thứ tư, nếu như sự thật có đa nguyên xảy ra thì chúng ta có những gì để có thể thế lực mà ngồi chung sân chơi chính trị với Cộng sản? Trong khi Cộng sản Việt Nam thì rất nhiều mưu mô thâm độc, có trong tay công an, quân đội, an ninh. Còn chúng ta thì không có gì, thì lấy gì mà Cộng sản Việt Nam phải sợ chúng ta, phải chấp nhận đa nguyên với chúng ta khi mà chính nội bộ đảng còn giết nhau về quyền lực? Phải chăng đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Thứ năm, có người chắc chắn sẽ tin vào việc nước Mỹ có đảng Cộng sản thì tại sao Việt Nam không? Nhưng các quý vị nên nhớ rằng đảng Cộng sản Mỹ chưa mang nợ máu với dân Mỹ, chưa bán đất nước cho giặc ngoại xâm nên họ được phép tồn tại. Dù không có quyền lực trong tay, trong khi đó đảng Cộng sản Việt Nam thì đầy máu đồng bào. Tội ác nhiều hơn nước Biển Đông thì dứt khoát phải loại bỏ. Thứ sáu, chúng ta cần nhìn vào thực tế, sự đa nguyên nửa vời không loại bỏ mầm mống Cộng sản đã dẫn đến nước Nga độc tài, nước Campuchia dân chủ nửa vời, v.v. Nhưng hiện nay, điều đó cho thấy thêm rằng cần phải loại bỏ hoàn toàn Cộng sản ra ngoài cuộc chơi chính trị như cách các quốc gia châu Âu đã và đang làm. Cộng sản không thể nào sửa chữa và hòa hợp được với chúng. Đó là điều không thể chối cãi. Cộng sản không sợ chúng ta chửi bới chúng. Cộng sản không sợ sự đa nguyên nửa vời. Cộng sản chỉ sợ cắt bỏ kinh tế và sợ sự vùng lên đồng loạt của người dân. Đó chính là hai gót chân y sinh của Cộng sản. Chúng ta phải nên nhớ rằng Cộng sản sợ người dân chứ không phải chúng ta sợ chúng. Chỉ có điều chúng
Nếu chúng ta vẫn còn tư tưởng phải hòa giải đa nguyên, hòa hợp với chúng thì Cộng sản sẽ thắng chúng ta mãi mãi. Phải dứt khoát với Cộng sản thì chiến thắng mới có thể đến với người dân chúng ta. Có một điều rất buồn là nhiều nhà đấu tranh còn có tư tưởng đó là tránh né việc kêu gọi lật đổ Cộng sản vì theo họ, kêu gọi như vậy sẽ bị Cộng sản Việt Nam đàn áp. Nhưng nếu chúng ta không làm điều đó, người dân sẽ biết làm gì khi chúng ta không có đường hướng rõ ràng từ chính những người đấu tranh? Và chính trong sự đàn áp, ngọn lửa căm thù Cộng sản mới có thể bùng phát từ người dân. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở kêu gọi Cộng sản Việt Nam hãy thực thi dân quyền, dân chủ, đòi vài ba điều, xin vài ba thứ, vân vân, thì có lẽ cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ dừng lại ở việc nói thì cứ nói, Đảng Cộng sản Việt Nam làm thì cứ làm. Cuối cùng, Đảng chỉ việc ngồi chờ giao đất nước cho Tàu quản lý là xong phim. Chúng ta đọc hàng ngày những câu nói nổi tiếng như đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm, hay Cộng sản không thể sửa chữa, chỉ có loại bỏ, vân vân. Nhưng chúng ta chỉ nói và đọc mà thôi. Khi đọc những câu đó, chúng ta phải hiểu và thực hành điều đó trong cuộc đấu tranh của chúng ta thì mới mong có thành công. Một điều chúng ta phải tự xác quyết với nhau rằng dứt khoát không hòa hợp với Cộng sản, dứt khoát phải loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi đời sống chính trị, xã hội tại Việt Nam. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả tin bình minh vào tuần sau. Thái An hy vọng quý vị có một cuối tuần thật đẹp.